Cô nương, nghe tôi giải thích đi. Không, không cần biết ông là ai. Tôi xin ông hãy giải thích giùm tôi. Ông thật sự đã làm người rồi. Bỗng nhiên nhu cớ nhốt tôi và ngoại của tôi ở tại đây, làm cho bà ngoại giật mình đến nỗi bị bệnh. Tại sao lại giam cầm con gái nhà lành như vậy? Theo như sự tra xét tỉ mỉ và đáng tin của nô tài, chắc chắn đây chính là Như Ngọc cô nương, là cháu nội của Chu Tam Thái tử Tiền Minh, Chu Từ Quan. Nói vậy, vụ án đó tôi đã kết thúc. Ông đã quên trên thượng vụ đã viết thơ thế nào rồi sao hả? Chỉ sợ nội dung của thượng vụ công bố, đó là kết quả qua mặt hoàng thượng. Nói gì vậy? Đại ca bớt giận, để cho hỏi trước. Xin hỏi cô nương, có quen một người hay là không? Dương Tử Anh. Ông nói gì vậy? Ông biết chị của tôi à? Ông biết chị của tôi hiện đang ở đâu? Dương Tử Anh mẹ nói đó, chính là... chính là người đã ở trong sự tư duyên của em mấy ngày đó. Ở tại lưỡi hội tôi đã thấy các cô đi chung với nhau. Lúc đó tôi không chắc chắn hai người lại là chị em với nhau. Vậy chứ chị em chúng tôi đã phạm lầm lỗi gì lại gặp phải những thảm họa này? Người nhà lâm nạn, còn tôi và chị của tôi đành phải chia cách. Bây giờ tôi còn không biết chị của tôi hiện đang ở đâu. Minh đại nhân, chuyện này thì hiểu rõ, hoàng thái tử không có qua mặt hoàng mà đâu. Nếu mà như vậy, hoàng thái tử sẽ cùng với nô tài đi biện bạch trước mặt của hoàng thượng đi. Sao hả? Đương nhiên, nhưng mà phải thả cô ta trước. Không được, sự thật còn chưa sáng tỏ. Ít ra phải mời thầy chữa trị cho bà cụ này trước. Ừ, vậy được. Nhưng hoàng thái tử nếu thật sự dám đi thì đó là đại tội khi quân. Nhớ cho kỹ, người có lỗi chính là ông. Nô tài chưa chắc gì thiệt thòi đâu. Cùng lắm hoàng thượng chửi nô tài một câu, ai biểu ngươi nhiều chuyện. Nhi ca, thôi mình đi, nó không lại hẳn đâu. Ngọc cô nương, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu cô ra ngoài. Nô tài cung tiễn hoàng thái tử. Cứu cựu, Ngạc nương kêu mình lập tức tới chỗ của bà, có chuyện khẩn cấp. Đi. Nghe các người nói như vậy tôi mới biết, thì ra đêm hôm qua hoàng thượng tới đây là để điều tra chúng ta. Cũng may ngáp phải rồi. Tôi nhờ lúc nào cũng tuyên bố là cho tiền cho đại ca xài. Nếu như không, đại ca tương tâm với tiền trong, ở đâu mà có nhiều tiền tới như vậy? Ây da, cái chuyện này huyền bí quá đi. Chuyện này họ đã trình tấu với họa mà. Uông giận thì là độc ác mà. Mới vừa cho nói có chút thực quyền thì đã mang tôi ra tới đâu? Sao mà nhanh quá vậy? Hey, chuyện này thì là kỳ lạ đó. Dù đại ca của Ngạc nương có cho thêm tiền, có thể tương thông với một tiền trang, nhưng mà còn một mạng người nữa. Tôi nghĩ hôm nay bằng cớ hai nội cháu của họ ở trong tay chúng ta, là một cái tội như vậy cũng không làm cho chúng sợ. Ngay cả tứ a ca cũng minh dịch cho hoàng thái tử, họ cứng răng lắm. Tứ đệ không có gì đâu, nó chẳng qua chỉ muốn kết đản với thái tử thôi, nó đâu có thể giúp đỡ được cái gì. Những điều mà cháu đang lo, chủ như quả ma hạ lệnh tra xét, cái số tiền ở trong tiền trang mình không thể phô bày ra ánh sáng đâu. Trên cọng dây đó đã buộc chặt biết bao nhiêu mạng người. Nè con à, con đã làm những cái chuyện gì vậy? Sau này cả gia đình chúng ta đều nhờ vả vào con đó nha. Con là trưởng tử, với những chiến công con đã lập được, với những sự kinh doanh của cậu con bao nhiêu năm qua trong triều, ngai vàng kia chưa chắc gì thuộc về của Uông Dận. Nó là một cô nhi, không có người giống như phe của chúng ta. Con à, con nhớ là đừng bao giờ có sự thất thoát nào đó nha. Nè anh à, hay là anh hãy mau tìm cách đi. Mau lên. Đừng có gấp nha. Mà từ từ để ta suy nghĩ. Nếu như muốn chúng ta không bị gì hết thì cần phải đề phòng mọi bất trắc. Hãy đào một hổ thành hà để tránh quả kiêu thành môn. Quân sông hổ thành phải đào làm sao đi? Ta đã cố cách rồi. Chỉ cần đào con sông hổ thành đó, trong trường hợp bất đắc dĩ có thể đem thành thạc trại nhét vào trong đó.
Ngoại à, ngoại uống thuốc đi. Ngoại làm gì vậy? Ngoại à, khó khăn lắm mới kiếm được chén thuốc. Ngoại làm cái gì vậy? Ngọc, thuốc không chữa được bệnh, ngoại không uống nữa. Ngoại, ngoại à, ngoại nói như vậy chết rồi, không sống nổi. Ngoại, cả đời ngoại khổ, tới già còn phải giật mình nữa. Ngoại bây giờ không còn cầm cự nổi nữa. Ngoại à, ngoại không muốn sống nữa. Ngoại à, như Ngọc, con phải tự mình chăm sóc cho mình. Đừng làm cháu sợ. Nói cho biết, hình bộ chúng tôi không phải ăn không ngồi rồi. Hãy xem khế ước đi, mượn tiền tạm quản một năm. Giữa Tiền Trang và Trương Hậu Phước, đó là bằng chứng rất mạnh và là cơ hội tốt tới cỡ nào. Thừa lúc Tiền Trang ép người ta tới chết, bằng cớ tới rõ ràng như vậy, sau đó đem những gì về Tiền Trang. Ê, nói cho biết nha, tôi đã nắm hết trong tay rồi và chờ tất cả đem ra nói rõ hết. Minh Châu Đại A Ca, chắc chắn sẽ không trốn thoát được. Tại sao bây giờ thấy tôi còn siêu lộng vậy chứ? Không phải là siêu lộng. Cái chuyện này tuy rằng dính líu tới đại ca, nhưng tôi không muốn gì tư hại công. Chuyện nào ra chuyện nấy, trước tiên hãy trả lại lại phải cho Trương Thị Nhân và Dương Cô Nương. Còn về Minh Châu có làm chuyện mờ ám hay không, đại ca ca có trung dung với cái người ở làm ác hay không, những lời chỉ trích đó đều cần phải có bằng cớ. Ê, ông là hoàng thái tử, cần gì phải chấp nhất vậy chứ hả? Có thể tố cáo trước rồi mới tìm bằng cớ sao? Chỉ cần bày tỏ lập trường không đội trời chung với Minh Châu thôi. Hờ, còn sợ có những người không muốn lấy lòng thái tử, chủ động dâng bằng cớ vào trong tay thái tử đó. Ông và Minh Châu đối đầu với nhau, ông ấy về đối với tôi là cái điều rất là bình thường. Tôi không bao giờ vì chuyện đó để rồi không đội trời chung. Nếu như tôi quyết tâm một sống một chết với ông, đó là bởi vì tôi chắc chắn ông ta tham ô hối lộ, bỏ vào túi riêng. Ê, tôi đã nói rồi, cái chuyện này ông đừng có nhúng tay. Tôi có cách làm của tôi. Được, ngươi không đi cáo trạng thì ta đi. Hoàng thượng, từ nay về sau sẽ không còn những ngày tháng nô tài bên cạnh. Hoàng thượng, xin ngài ân chuẩn cho nô tài cao lão. Tại sao lại mang nó nữa? Hoàng A Ma, hãy giải quyết giùm con đi. Hoàng thượng minh giám, cái chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới Đại A Ca. Nếu như muốn gán tội cho Đại A Ca thì xin trút hết cho thần đây. Thần xin tự thỉnh tội. Sa tướng. Cửu công à, hồi bẩm giùm cho tôi, tôi có chuyện gấp mà muốn tức kiến hoàng thượng. Ê, sa đại nhân à, ông phải đợi một chút mới được đó. Giang tế gia đang nghị sự. Ờ, tôi đã tới sớm lắm rồi, ai cần mẫn hơn à tới sớm hơn tôi vậy? Ê, Minh tướng và Đại A Ca đó, họ chỉ tới trước ông một bước mà thôi à. Bọn chúng hả? Chán qua đi, thật sự không may để cho trẫm đoán trúng. Cuối cùng đã tới trước mặt của trẫm rồi. Được rồi, được rồi, đứng về hết đi. Ta ơn hoàng thượng. Đại A Ca, thôi hãy quỳ ăn đi. Tuân chỉ. Khoan đã, hoàng A Ma còn gì căn dặn? Người hãy an phận cho trẫm, đừng có gây sự nha. Xưa nay thần nhi biết an phận, hoàn toàn không có. Nói cái gì nghe thôi, khỏi cần phải biện giải. Trẫm suy đoán ở bên ngoài có nhiều người gặp mặt, hãy nói cho Lương Cũ Công biết, kêu họ vào hết trong này. Tuân chỉ. Hoàng thượng, còn có một việc thần lo sợ trước kia hoàng thượng không biết, có phải là bị hoàng thái tử bừng bích hay không?
Có chuyện gì? Nói. Thịnh an với hoàng thái tử. Ê, người ta cần cao một bước, chúng ta tới trễ một bước rồi đó. Hoàng A Mã can dặn, không cần biết ai cầu kiến, đều không thể vào. Đừng nói nữa. Chỉ cái điều đó đã nghi ngờ gã họ Trương kia muốn mưu phản. Vậy dự án mưu phản của thanh triều ta sẽ không bao giờ giải quyết cho hết. Rõ ràng bậy bạ. Như vậy con cá lọt lưới gia đình của Tam thái tử. Cái chuyện đó chẳng có biết nữa. Miễn xá cho ba người đó có dụng ý khác. Cái chuyện này ai biểu nhận ngươi nhiều chuyện vậy? Dạ. Thỉnh an với hoàng A Ma. Tạ ơn hoàng A Ma. Di thần đã trách lầm hoàng thái tử, tội thật đáng chết. Dù sao di thần cũng vì lòng trung thành muốn giúp cho nước, cầm lòng không được nên mới nói ra chuyện này. Ông không tin tưởng tôi không có trách ông được. Tin rằng ông đã nói cái chuyện này cho hoàng A Ma nghe rồi. Trong cái lúc chưa đi tìm được bằng cớ, tôi không cách gì cãi lại ông. Nhưng mà tờ khiếu đã chứng minh Tiền Trang đúng ra muốn mang số tiền nợ của Trương Hộ Phước đình lại một năm, sau đó lại tố cáo ông ta qua trữ khâm mạng yếu phạm, có ý đồ mưu phản để mà kèm kẹp ông ấy, cho nên mới gây ra chết người. Nô tài đáng chết, giao du bạn không kỹ, nô tài lập tức tuyệt giao với ông chủ Tiền Trang, lập tức trao vụ án này cho hình bộ xét xử. Vậy đi. Tài sản Trương gia giá khoảng 3,000 lượng, nhưng ông có biết Ngạc Trại đã mua hết bao nhiêu bạc hay không? 300 lượng. Minh Châu, từ ông đã nói rồi, cái chuyện này không hợp lý, phía sau lưng chắc chắn có nguyên nhân không tầm thường. Cái đó không phải là thả trả cho Tiền Trang đồng mưu gài bẫy để mà hãm hại, có phải vậy không? Vậy ở tờ khế ước này, dùng cái tờ khế ước lúc nãy cho nên là có được cái tờ khế ước của Tiền Trang này. Hoàng thượng, nghe nói Minh Châu còn đứng sau lưng của Tiền Trang nữa, không những tranh lợi với dân, ngoài ra còn làm chỗ cho hắn mua hoàng bán chức, thậm chí bao làm công quỹ thông hội kiếm tiền bỏ túi riêng đó. Đừng nói bậy. Tiền Trang hợp lực với lại Thạc Trại mưu sản nghiệp người ta, làm người ta tức chết. Nếu như điều tra được thật sự liên quan tới Minh Châu này, vậy cần phải trừng trị theo quốc pháp, không được khoan hồng. Hoàng thượng, Ôn Dận, con nghĩ thế nào? Thần nhi nghĩ rằng chuyện gì cũng phải có sự thật, thì phi đúng ra cũng phải tìm hiểu cho nó rõ ràng. Có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, bất cứ ai cũng vậy. Cái đó chưa chắc đâu. Ở lịch sử đã có biết bao nhiêu nhân vật, tới nay đầy nắp hòm rồi vẫn còn chưa quyết định được, công quá rất khó xét xử. Đó là lịch sử, nếu như đã xa sự thật đương nhiên không dễ dàng sáng tỏ. Nhưng cái chuyện ngày hôm nay ở ngay trước mắt, xin hoàng thượng ra lệnh điều tra. Di thần bị quan, di thần bị quan. Hoàng thượng minh giám, hoàng thái tử mới nắm thực quyền thôi, cần có hoàng thượng xử trí một cách trắng đen cho rõ ràng để mà làm gương cho người khác. Hoàng thượng thì quan cho di thần. Hãy miệng đi. Thôi, chuyện này giải quyết vậy đi. Thứ nhất, lập tức lùng bắt ông chủ Tiền Trang Ngạc Trại, xét xử phân minh. Nếu như có chuyện cấu kết phi pháp hãm hại người khác, một mặt nghiêm trừng, nhà cửa trả lại chủ cũ, lo cho di tộc một cách thỏa đáng. Hoàng A Ma, con của nương của nhà họ Dương kia nữa, nếu trả ân xá cho cô ta rồi, không muốn làm khó dễ cô ấy nữa. Thôi thì tạm thời an trí của ta ở tại chỗ Sách Ngạc Đồ. Thôi thì tạm thời an trí của ta tại chỗ nhà ngươi đi. Xưa nay ngươi thích gây loạn cho Trẫm lắm, Trẫm bây giờ bên ít đi bánh quy lại, kể như thêm một chút loạn cho nhà ngươi đó. Hoàng thượng, nô tài không có hiểu rõ ý của ngài đây. Được rồi, nếu như ngươi hiểu được thì đâu có gây nhiều loạn như vậy cho Trẫm nữa. Chỉ cần nói tuân chỉ hay không tuân chỉ. Nô tài tuân chỉ. Nô tài tự xin giúp đỡ hoàng thái tử điều tra Minh Châu. Đủ rồi, Trẫm xử trí cái chuyện này đây.
Đã nói xong hết rồi. Hoàng A Ma, thần nhi có nghe là mày không vậy? Cái chuyện này Hoàng A Ma xử trí chỉ có như vậy thôi hay sao? Có thể không cần tiếp tục điều tra, có thể không cần tìm hiểu sự thật hay sao? Nên cái thần nhi cũng biết bên trong có vấn đề trùng trùng, nhưng Hoàng A Ma lại... Trẫm xử trí như vậy đương nhiên có lý của trẫm. Sau này con sẽ hiểu rõ. Thần nhi bây giờ muốn hiểu rõ tại sao đúng sai lại có thể bỏ qua, thì phi có thể bất luận, trắng đen có thể không phân biệt. Trẫm là người vậy sao? Ngay cả trẫm không tin à? Chính Hoàng A Ma đã không tin thần nhi trước. Hoàng A Ma chính miệng đã tuyên bố sẽ cho thần nhi nghi chế và quyền lực, cái đó tượng trưng sự tín nhiệm, kêu con có việc làm thẳng tay. Bây giờ con định làm thẳng tay, Hoàng A Ma lại cản lại không cho thần nhi làm, đó rõ ràng là không có tín nhiệm. Đó không phải là không tín nhiệm, đây là thần nhi đúng ra muốn tiếp tục điều tra, tuyệt đối không phải bởi vì có thành kiến với lại Minh Châu đâu. Bởi vì cũng không phải sự ảnh hưởng của sách ngạc đồ, nhưng thần nhi muốn một câu trả lời thị phi đúng sai, một sự thật trắng đen rõ ràng. Hoàng A Ma, nếu không để thần nhi tiếp tục điều tra, thần nhi không cách gì hết đó. Nhưng mà lần sau thần nhi không cần tốn công sức gì đâu, để khỏi gặp phải bao chuyện gì quả ma không muốn cho thần nhi truy xét, để đâu ngoài công vô ích. Nhị A Ca, con quỳ an với Hoàng A Ma. Thái tử, Hoàng Thái tử, vị trí sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ đã quên. Hoàng thượng cũng là cha, cũng là hoàng đó, còn có thể cãi với cha, nhưng mà thần tử dạng dạng không thể chống đối với lại hoàng thượng đâu. Hoàng Ma trao cho tôi không phải đế tiên của hoàng thượng, còn là đế tiên của một người cha. Ông ta đã mang cho sự tín nhiệm, không phải là thần tử của ông, mà là con trai của ông ta. Ở đó làm gì nữa? Đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng thượng. Cái chuyện trầm đối với Khanh lúc nãy hình như nói một cách quá nhẹ nhàng, có phải là hoàn toàn không để ý và không nhớ kỹ? Thần không dám, lời của hoàng thượng thần sẽ ghi nhớ từng chữ. Không cần biết người có nhớ trong lòng hay không, trầm phải lặp lại lần nữa cho người nhớ. Lần này trẫm đã mặt mày lì lợm đã cứu nhà ngươi cho bằng được. Từ nay nếu như ngươi còn không biết tốn gọn lại một chút, sau này ngay cả trẫm cũng không cách gì bao che cho ngươi nữa đâu. Ngươi hiểu rõ được chứ? Vì thần đã nghe rõ. Lão thái thái, tiểu cô nương, các người có thể ra được rồi. Nhị ca ca, đừng có uống nữa. Chủ tử. Nghe, đừng có uống nữa. Nghe, anh không thể uống được nữa đâu. Nhị ca ca. Nhị ca ca, đưa bầu rượu lại cho em đi. Đưa rượu cho em, nhị ca ca. Cho anh uống đi. Nhị ca ca. Hả? Cái này cho anh uống. Nhị ca từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên nếm được cảm giác mùi rượu. Ở chỗ này đi, anh có thể yên tâm uống say. À, chủ tử. Nghe nói lão nhị hôm qua đã tới sư tử viện của lão tứ hả? Phải. Tứ A Ca cho người tới nhắn tin. Em đã nhiều lần căn dặn họ là nói cho Tứ A Ca biết đừng bao giờ để cho Hoàng Thái Tử uống rượu. Trẫm thật sự muốn sai chung với con của trẫm đó. Chuyện lần này không trách Hoàng Thái Tử chứ? Đâu có trách nó. Nhưng mà ngày xưa chỉ dạy cho nó cái cách làm vua, nó còn chưa bắt đầu học cái mưu kế làm vua nữa. Bây giờ mới bắt đầu dạy cho nó, chắc là nó càng khó chấp nhận hơn. Hoàng thượng bao che cho Minh Châu cũng là mưu kế của một vị vua. Hắn làm việc xưa nay rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Nhưng mà về một phương diện khác, hắn lại gom góp tiền của cuộc sống xe xua. Tự chi viên hắn xây ở tại Tây Giao, quy mô tuy rằng không bằng lâm viên của hoàng gia, nhưng lại thêm mấy nét tinh xảo và nhã chí hơn hẳn lâm viên hoàng gia của chúng ta nữa. Bộ thượng tôi không biết gì hết hay sao? Nếu hoàng thượng đã biết được thì tại sao
Đó là một cái phương thức rất đặc biệt Minh Châu đã bày tỏ với trẫm. Bày tỏ? Bày tỏ cái gì? Cái đó không ai biết đâu. Hắn muốn bày tỏ cho trẫm biết, hắn chỉ muốn làm ông giàu có, không có gì khác, không có dụng vọng gì đối với quyền lực. Hóa ra là vậy. E rằng chỉ có giữ quân thần các người mới biết được chuyện đó thôi. Ê, phải rồi. Cái đó gọi là hiểu, đừng nói ra. Nói một cách tương đối, sách ngạc đồ tuy rằng hơi tốt một chút, nhưng hắn lại quá nhiệt tình đối với quyền lực. Vừa có cơ hội, hắn lại không ăn phận. Vì vậy đối với trẫm mà nói, ta rằng tin tưởng những người kiếm tiền, không tin tưởng những người kiếm quyền. Bởi vì hắn kiếm chút đỉnh tiền cũng không làm hại nguyên khí của trẫm. Một khi hắn lộng quyền sẽ lay động tới quốc bổn của trẫm. Những lời đó hoàng thượng tại sao không giải thích cho hoàng thái tử nghe? Giải thích làm sao? Cái thằng đó tối ngày cứ nói với trẫm, đèn chính là đèn, trắng tức là trắng. Vì vậy đối với nó mà nói, nó khẳng định là trẫm dung túng vào bào che cho Minh Châu kia. Nó còn quá trẻ, chịu không nổi đâu. Ở trên đời này có rất nhiều việc mãi mãi không bao giờ phân biệt trắng với đen. Bởi vì giữa trắng và đen có rất nhiều lớp, những màu tro đậm đậm lợt lợt khác nhau. Cái đó mới gọi là mua sách làm vua đó. Hy vọng đôi mắt của hoàng thái tử có thể nhìn rõ thật nhanh, biết bao nhiêu lớp mành tro đậm đậm lợt lợt. Dạng tế già, hoàng thái tử còn chưa tới. Trẫm có nói là đợi hoàng thái tử hay sao? Nhưng mà nô tài nghĩ rằng hoàng thái tử sẽ tới đây. Cái đó chưa chắc. Mặc kệ đó đi. Trẫm đi tham kiến hoàng thái tử. Con thỉnh an với hoàng A Ma. Xin hoàng A Ma tha cho con cái tội tới trễ của con. Đứng dậy đi. Tạ hoàng A Ma. Tới trễ? Tại sao như vậy? Có đêm qua mà đến trong người. Uống rượu say hả? Cái cảm giác say rượu như thế nào? Cảm giác say cũng được lắm. Say để cho con cảm thấy. Tại làm sao để cho mọi người đều say, chỉ có tôi để tỉnh. Tôi phải say với tất cả mọi người mới không cụ đơn. Say cũng có cái tốt của say. Say rồi sẽ không tới kịp buổi thỉnh an sáng sớm hôm nay. Tới không kịp cũng phải tới. Cái chuyện gì con đi nên làm, con như phải làm cho được. Thỉnh an là cái việc nên làm, chứ không phải là cái việc muốn làm mà. Đương nhiên cũng là cái việc con đi muốn làm. Nhưng mà đáng tiếc, cái chuyện con muốn làm không nhất thiết hoàn toàn là cái chuyện phải làm. Trẫm đang suy nghĩ cái chuyện của Minh Châu, trẫm cần phải giải thích như thế nào để cho con được hiểu rõ. Khỏi cần nữa. Cho dù hoàng A Ma không tin tưởng con đi nữa, con đi vẫn tin tưởng hoàng A Ma. Hoàng A Ma, nếu như không có chuyện gì khác, con quỳ an nha. Đi đi. Dạng tuế già, theo nô tài nghĩ, thái tử không giống như là ngày xưa, có tiến bộ rồi đó. Hôm qua hai cha con ngài đã xảy ra một sự xung đột lớn tới như vậy. Ngài xem nè, ngày hôm nay vẫn cung cung kính kính tới đây thỉnh an với ngài, thân thân nhiệt nhiệt nói chuyện với dạng tuế già. Thân nhiệt chỗ nào? Không nhìn thấy bức tường ngăn chặn giữa hai chúng tôi thì sao chứ? Hoàng thượng thực sự mang phiền phức tới cho tôi rồi đó. Vị cô nương này đây, thân phận đặc biệt, bản thân cô lại không biết nữa. Cô không nói ra, cô không phải là khách chủ của tôi, nhưng tôi phải khoản đãi, cũng không phải là tù phạm, cũng không để cô chạy trốn. Hãy nói thử đi, có phải là phiền hay là không đây? Bà ngoại cô đâu? Bình tĩnh đỡ phòng nào rồi chưa? Chết rồi. Hôm qua khi mà rước cổ, sẵn dịp ăn tán luôn rồi. Vậy thiệt tội nghiệp cho Dương cô nương quá à. Như Ngọc cô nương,
Tôi biết rõ bây giờ chắc là cô buồn lắm. Thôi thì cô hãy nói với tôi, tâm tình thoải mái một chút. Dương Ngọc cô nương, Dương Ngọc cô nương, cô có chuyện gì buồn bực ở trong lòng hãy nói với em đi. Chúng ta đều là con gái mà. Dương Ngọc cô nương, tâm trạng của cô tôi có thể hiểu rõ. Cô mất đi người thân, tôi mất đi tín nhiệm. Cái cảm giác lòng dạ chán nản đó. Bây giờ tôi không cần gì hết. Tôi chỉ cần chị của tôi. Chị của tôi. Sư gia từ nay đã là đệ tử của Tào Bang chúng tôi. Hãy nhớ giữ thập đại bang quy, phụ ái bang chúng, tôn trọng huynh đệ, nghiêm cấm khi sư diệt tổ làm nhục gia môn. Bằng không, dù cô là đệ tử ruột của bang chủ như là ta đây, ta cũng không thể bảo vệ cho cô. Hơn nữa, ta sẽ dùng bàn long côn mà đánh chết cô. Cô hiểu chưa? Đệ tử hiểu rõ. Nè, vì muốn khai ân đường cho thập nhị muội, cả bên tiệc tân quan thượng nhiệm của hạ đạo nha môn, sư phụ không đi nữa. Hiển nhiên là rất xem trọng là thập nhị muội đó. Phải, tôi biết gì chứ, sư phụ có ý không đi. Ông ấy hoàn toàn khinh thường Mộ Thiên Nhan, không muốn lừa tới với ông ta. Mộ Thiên Nhan, rõ ràng tân quan chó lại có thể chiếm được cái chỗ hạ đạo chức vụ béo bở tới như vậy. Triều đình thật sự đã mù mắt rồi đó. Triều đình đã mù mắt, chắc là bị Mộ Thiên Nhan dùng ngân phiếu để bịt mắt triều đình rồi à. Không phải vậy đâu. Ở triều đình tôi nghe nói rồi, triều đình có minh phát thường vụ, nếu là phá được vụ án Chu Tâm Thái Tử gì rồi đó. Có liên quan gì tới Mộ Thiên Nhan vậy? Cái vụ án đó vừa hắn âm thầm cáo mật. Nếu mà không đó hả, cái chiếc béo bở tổng đốc hạ đạo kia chuyện nằm tới phiên của hắn đây. Làm sao biết được vậy? Thì Mộ Thiên Nhan có gì sư gia là bà con của Tông Giang lão đại. Ở bên Tông Giang ai cũng biết rõ hết. Sư gia kia lúc nào cũng có khoe khoang chủ của ông ta, làm sao được phú quý từ trên trời rớt xuống vậy chứ hả? Nói nghe coi. Thâm Như Mũi, nói tên cẩu hoàng Mộ Thiên Nhan đang ở đâu? Ở nhà môn Hà Đốc, ở thân gia phố phủ, ở tầng Hòa Hà đó. Thâm Như Mũi, sư phụ tìm tử anh khắp nơi nhưng tìm không được. Chắc là cổ đã tới thân gia phủ rồi. Vì pháp cháu tới đó lập tức dẫn nó về đây. Dạ. Các người nhanh hơn chút được không? Trong bàn không đủ con với người ăn hay sao? Dạ biết rồi, của già chúng tôi sẽ tạo thức sức của mình. Đừng lấy nhảy, đi mau lên. Mau lên. Hay quá ha.
Thiệt là hay quá. 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 Rồi. Xuống mũi. Đi mau đi. Đại nhân. Đi mau. Quỳ xuống. Nói, tại sao đi hành thích tổng đốc Hà Đạo? Bởi vì Mộ Thiên Nhàn là kẻ thù không đội trời chung với gia đình của con. Với bằng cớ gì? Không có. Con không biết. Con không biết. Hay là không chịu nói? Con không biết. Người trong giang hồ đặt nặng cái vấn đề khoái ý ân thù, cái đó không có nghĩa là không phân thị phi. Con bỗng dưng vô cớ đi hành thích mệnh quan của triều đình, con có biết con làm vậy sẽ gây quả lớn cho Tào Bang như thế nào hay không? Chỉ cần con chết cũng không nhìn nhận là người của Tào Bang thì chuyện này làm gì đi nữa cũng không dính líu tới Tào Bang đâu. Một khi đã bước chân vào Tào Bang, có nghĩa là người của Tào Bang. Đụng sợi tóc cũng có nghĩa là đụng cả người. Bất cứ sự sỉ nhục nào của người trong Tào Bang đều là sự sỉ nhục của Tào Bang. Sự phiền phức của kẻ nào cũng là sự phiền phức của Tào Bang. Tào Bang chưa bao giờ từ chối ai, nhưng còn lại không nhận Tào Bang. Không lẽ con cúi đầu lại tổ sư già? Cái đó chỉ là giỡn chơi hả? Đại sự phục thù và đại nghiệp phục quốc tuy là quan trọng, nhưng điều không thể gấp được. Từ từ tính toán thì mới có thể thành công. Về sau Tào Bang sẽ là nhà của Tử Anh. Tử Anh không có người thân. Từ nay về sau anh em của Tào Bang là người thân của Tử Anh. Sư phụ, Tử Anh thực sự biết lỗi rồi. Tấu triệu của bang bộ dâng lên, các người đã đọc hết rồi chưa? Các Nhi Đàm, một kẻ địch khó giải quyết nhất, trước sau cũng không chịu thực lòng quy hàng. Vì muốn tránh các Nhi Đàm trở thành tâm phúc đại quả của đại thanh ta, trọng quyết định thần chinh các Nhi Đàm. Hoàng thượng. Hoàng thái tử, từ lúc gia nghị tăng quyền cho tới giờ, sự chánh vụ vô cùng thỏa đáng. Hợp ý của trẫm, lần này trẫm xuất chinh đặt mạng hoàng tử, trấn giữ kinh thành, thay trẫm giám quốc. Trong cái thời kỳ hoàng thái tử giám quốc, các bổn chưa có phủ diện nhà môn, không cần phải trình tấu. Chuyện gì cũng phải nói cho hoàng thái tử nghe. Tuân chỉ. Khai tấu hoàng thượng, thần nhi thỉnh cầu tự nguyện lãnh quân xuất chinh. Tại sao vậy? Thần nhi kinh nghiệm và tài năng hữu hạn, không đủ sức để giám quốc, e rằng cô phụ thánh ân. Xin hoàng thượng cho phép thần nhi lĩnh quân xuất chinh các vị đan. Hay, hay quá. Hay. Trong đám con của trẫm, mấy người biết đánh giặc nhiều vậy lắm. Không cần hoàng thái tử giống như con đích thân ra tay. Cái mà trẫm bây giờ cần nhất là một minh quân có thể trị nước an bang. Nói thật trong lòng, trẫm rất là cảm tạ các Nhi Đàm kia. Lần này bọn chúng gây sự để cho trẫm xuất sinh hữu danh. Nếu bọn chúng không phải ép buộc trẫm ngự giá thân chinh thì cũng đâu có cơ hội lèo lái một mặt như hôm nay. Lối suy nghĩ của Hoàng Am à, lúc nào không giống như là người thường. Muốn có lối suy nghĩ khác hơn người thường, như vậy mới là người phi phàm chứ. Còn nhớ kỹ,
từ lúc sáng lập Đại Thanh triều ta cho tới bây giờ. Những nhân tài có võ công nhiều vô số kể, nhưng mà bây giờ thiên hạ sơ định, bá tánh có thể điều dưỡng sanh tích. Cái điều họ cần trước mắt đây là sự ổn định cuộc thế và sự an ninh. Nhớ kỹ, chánh trị không phải là quân trị mà là dân trị. Nhưng đáng tiếc, trước mắt muôn thần không đủ, và đa số là kết bè kết đảng, từ đó đấu tranh với nhau. Cái đó là cái ẩn loạn làm cho trẫm đây còn lo hơn là các nhi đan nữa. Thay cho con vô lễ, Hoàng A Ma nếu như đã hiểu rõ cái hiện tượng đó tới như vậy, tại làm sao? Tại làm sao? Trẫm đã hiểu rõ rồi còn làm bộ hồ đồ không chịu sống và giải quyết. Đó là kết quả dẫn tác chính trị phức tạp và sai lầm của trẫm mấy chục năm qua, đã gây cuộc diện như vậy. Đụng một chút là lay động cả toàn thân. Cũng may trẫm còn tự tin, có thể kiềm chế được cái tình thế này. Và cái tình thế này đây đã trở thành một tâm bệnh của trẫm rồi đó. Trẫm đi rồi, con đứng giám quốc, con không có những dính líu ân oán rối như tơ vò như trẫm, và không có những sự đắn đo phân vân không nhẫn tâm nhiều như trẫm. Nếu như con thật sự có thể trị lý được cái tình thế này, như vậy con thật sự đã hơn hẳn cha rồi đó. Hoàng A Ma, con không dám nghĩ gì đâu. Con hiểu rõ nỗi khổ tâm của Hoàng A Ma. Con về tình thế trước mắt nên giải quyết như thế nào? Xin Hoàng A Ma minh thị. Từ từ đi, đừng có nóng nảy. Trẫm tin tưởng sau cái vụ này đây, Minh Châu không có dám làm gì nữa đâu. Và cũng đừng đánh túi bụi lên mình của hắn, hãy chừa chỗ cho hắn rút lui. Dù sao hắn cũng là một người có tài, hơn nữa dưới tay của hắn còn có Minh Đảng, chuyên một bội đích của hắn nữa. Con hiểu rõ. Chỉ cần có thể đè nén được sách ngạc đồ, để cho hai bên duy trì sống bình yên vô sự, như vậy lập tức có thể ổn định được cuộc diện này. Sau đó từ từ mới tính toán sau. Nhớ kỹ, từ từ tính toán. Con tin tưởng sự giáo huấn của Hoàng A Ma. Thật hy vọng trẫm là một cây cung, con là một mũi tên. Cha sẽ dốc hết toàn lực đưa con tới thẳng mục tiêu. Hay quá. Con hiểu rõ nỗi khổ tâm của Hoàng A Ma. Lần này cha muốn con ở trong cái kinh nghiệm thực tế của việc giám quốc, hiểu một cách sâu sắc cái khó khăn của một người làm vua, nỗi khổ của việc trị quốc. Như vậy con mới có thể hiểu rõ được nỗi khổ tâm của trẫm. Nè, so tài với Hoàng A Ma đi. Con đây biết người biết mình, không thể thắng được Hoàng A Ma. Đừng có nói những lời không có chí khí như vậy. Hoàng A Ma muốn con hơn cha đó. Vào trời cao mà hết lòng tin tưởng Hoàng Thái Tử. Con à, đừng có làm cha thất vọng nha. Hoàng A Ma yên tâm, con từ đó không làm cha thất vọng đâu. Phía à, hôm nay không lạnh, sao lan lỗi vậy? Bởi vì muốn có một bầu không khí nóng. Nè, cầm ly lên. Cảm ơn ngàn nương gọi qua đây. Bạn không coi hai em của con, ngay cả cơ hội uống rượu chung với nhau không được bao nhiêu nữa. Tư đệ, Hoàng A Ma đã lệnh cho em chỉnh đốn lại việc quản lý cương kỷ của lại bộ. Ly rượu này của nhị ca, cảm ơn em đã phân lão danh. Không dám nhận, để mời nhị ca nha. Anh thay mặt của A Ma dám quốc lý chánh, đương nhiên là người khổ nhất. Nè, có các em giúp anh sợ gian khổ gì chứ? Càng ly. Càng ly. Bác đệ, Hoàng A Ma trao cho em trọng trách giám đốc hộ bộ. Ly rượu này của đại ca, đồng thời cảm ơn em trước. Đừng có xấu. Dì ca, nghe nói tụ lượng của anh khá ghê lắm. Nè, càng thử ly rượu này. Càng. Nè nè,
ăn chút đậu để dằn bụng trước đi. Bằng không lát nữa uống say, mẹ không có cách trả lời với vợ của các con. Nè, con của chưa có vợ mà. Con ăn. Đúng ha, Vân Nhi đâu? Nếu có cổ thì càng náo nhiệt hơn. Vân Nhi tới sẽ náo nhiệt hơn. Mẹ sợ mẹ quên hết công việc. Mẹ muốn nghe các con nói, chuẩn bị làm sao để tận chức tận trách, làm tròn nhiệm vụ hoàng thượng đã phân phát cho các con. Con biết mà, có buổi tiệc nào không tốt, có hội nào không vui, mẫu phi rõ ràng là muốn khảo nghiệm mình. Con nữa nha, mẹ quan tâm cho các con chứ đâu dám khảo nghiệm các con. Khảo nghiệm cũng không sao, con đã xếp đặt hết rồi. Tiết ca, anh nói đi. À mà phải còn dám hoàng lại bộ, đương nhiên con phải làm hết sức mình, không chút lời là. Con nghĩ là muốn chỉ đốn cương kỷ, trước tiên là phải chỉnh trị bè phái của Minh Đảng trước. Cái đảng Minh Đảng là đại quả lớn nhất của Đại Thanh Kiều ta. Cá nhân con rất là cay đắng về tình trạng này. Kết bè kết đảng đương nhiên sẽ hối lộ và sẽ hại dân hại nước. Cho nên nếu ai kết bè kết đảng, con lập tức trừng trị, tuyệt đối không nên lại nương tay. Tiết ca, làm như vậy em thì không dám đồng ý. Phải biết rõ những vật giống nhau đều tụ tập chung với nhau, con người làm sao mà không có bạn bè chứ. Con người nếu như không có người hợp ý, hay là những tri kỷ hợp ý với mình, vậy thì còn làm được chuyện gì? Như vậy thì sống trên đời này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Bác đệ. Tiết ca, em cảm thấy những lời nói thực sự có hơi quá đáng, những lời nói không thực tế chút nào. Bác đệ à, gặp bạn và kết đảng chỉ có chút cách biệt thôi, con em làm sao dám biệt những sự khác biệt ở trong đó chứ. Em nghĩ là bản thân của mình không có riêng tư, xử lý thỏa đáng, đương nhiên là có thể làm bạn mà, đừng có phải là kết đảng. Nói như vậy là cái nhà em suy nghĩ thôi. Nếu tôi sự làm được giống như làm nói, ai cũng thành thánh nhân hết. Anh nghĩ cái quà bè phái ở trong lịch sử chắc chắn không còn xảy ra nữa. Tiết ca, đủ rồi, những điều các con nói ai cũng có lý hết, thôi đừng có cãi về chuyện đó. Hoàng thái tử, con nhận xét thế nào về đạo trị quốc? Con muốn trị quốc trước tiên cần phải trị phong. Trị phong? Phải trị phong. Phong khí bất chánh, cương kỷ sẽ loạn. Hoàng em muốn cho anh giám quốc lý chánh, trước tiên phải làm cho cái phong khí này đàng hoàng tử tế. Phong khí đàng hoàng, vấn đề của hai em nói mới có thể giải quyết được. Ngạc nương nghe những lời này của các con, thật sự cảm thấy được các con không hổ danh là những người con hoàng thượng khổ công dạy dỗ. Nè, ly rượu này ngạc nương uống trước, sau đó bà anh em các con cùng nhau uống một ly chung lòng. Đừng có quên cái câu mà mẹ thường nói, anh em đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Anh em đồng tâm kỳ lợi đoạn kim.